thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tâm Đại Dương rất hân hạnh được mời đến đây là một học sinh vừa đậu visa du học Úc và người kế bên là một phụ huynh của em. Đầu tiên thì em có thể giới thiệu cho các bạn biết là bản thân của mình thì lúc nào em muốn học trường gì tại Úc. Dạ, em tên là Phạm Minh Thành. Em qua Úc em sẽ học đại học Ballarat. Em sẽ học 1 năm về cao đẳng kinh doanh. Sau đó em sẽ học lên 2 năm đại học. Vậy thì lý do nào mà khiến cho Thành lại lựa chọn cho đi du? Em thấy bởi vì Úc có một nền giáo dục hiện đại, bằng cấp của Úc thì được cả thế giới công nhận. Em tin rằng sau khi du học Úc em sẽ có một tương lai tốt đẹp. Vậy thì lý do nào mà khiến mình lại lựa chọn cái học chuyên ngành về kinh doanh? Bởi vì em thấy cái ngành đó phù hợp với khả năng của em và sự sở thích của em. Vậy thì một câu hỏi nhỏ em cho Thành đó là lý do tại sao mà Thành lại biết đến công ty Tân Đại Dương và lý do tại sao mà Thành lại chọn là hồ sơ du học Úc tại công ty Tân Đại Dương? Đó chính là do một là do một người quen biết ba mẹ em giới thiệu đây, bởi vì họ nói ở đây là có rất nhiều học sinh đã thành công và được cấp visa qua Úc. Em cũng được tin rồi. Vâng rồi, đến kết thúc cuộc phỏng vấn này thì Thành có lời nào muốn chia sẻ với tất cả các bạn? Qua đây thì em cũng xin cảm ơn những anh chị ở công ty Tân Đại Dương đã giúp em làm hồ sơ. Xin hết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình này và hy vọng sau cái buổi phỏng vấn này thì em sẽ qua Úc sẽ học tập thật là tốt và đạt được nhiều cái thành công trong cái tương lai của mình. Xin chào tất cả các bạn.